là May, là biên tập của chương trình. Mình là Adi, sẽ ôm tay. Đau xin kém nha. Cái gì? Nghĩ sao vậy? Nhìn đói, ngủ lều trên đỉnh đèo Hải Vân. Không được. Giờ đưa máy quay đây, tụi tôi quay. Đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Xin chào mọi người. Chắc mọi người tưởng là hôm qua May và anh đi phải ngủ trên kia rồi đúng không? Không phải, chưa qua đêm, chưa qua đêm. Mới vẫn là buổi chiều thôi. Một cái nhiệm vụ vô lý như vậy mà đạo diễn bắt thực hiện. Ở cũng được mà bắt nhịn đó thế nào? Không chấp nhận được. Cho nên đôi lúc mình cũng phải biết gọi là nghệ thuật tranh luận bằng cách là đảo chính chẳng hạn là vậy. Và sau khi May và Adi đi đâu vậy? Lê Đô, mình đã thành công rồi. Đấy. Không cần nghe ai cả nữa. Bây giờ Adi sẽ làm quay phim luôn. Rồi. Không cần nghe họ nói gì nữa. Bây rồi. Giờ mình tự nghĩ ra quay nhưng nhau. Mình quay nhau. Nha. Đấy. Bây giờ đạo diễn thấy sao? Giờ tụi tôi có máy quay rồi, tụi tôi tự đi ha. Tụi đi đâu quyền của tụi tôi. Ha. Tự quay nhau. Nhưng mà đây, bây giờ mình đi đâu? 2, 3. Đây mày chỉ dậy ra cái gì? Mấy cô gái trên bãi biển. Đây là cô gái bikini à? Ừ thì mẹ mà hai thằng này là ai? Cái gì mà hai thằng? Mày, Adi. Sao tôi béo thế? Béo này. Béo vừa, không phải là như thế đâu. Mà ở Lăng Cô à? Lăng Cô. Nhiệm vụ dưới bãi biển Lăng Cô. Chúng ta phải đúng những nhiệm vụ rất là khó khăn là tắm này, câu cá này, ăn hải sản nướng này. Những nhiệm vụ rất là khó khăn. Thì ăn hải sản đi. Thì ăn hải sản. Thì còn ăn được nhiều hơn. Đừng làm thử thách liên quan đến đồ ăn nữa nha. Đừng làm thử thách liên quan đến đồ ăn nữa nha. Đồng ý hả đạo diễn? Nếu mà đạo diễn đồng ý thì tôi trả lại máy quay. Thì đồng ý là xuống Lăng Cô. Đồng ý là có thể có ngắm bikini. Nhưng mà lại phải chấp nhận các cái điều kiện nhỏ nhỏ của chương trình đưa ra. Hứa đi, sẽ không khiến mình đói. Không gây thương tích trên cơ thể. Chúng tôi vẫn sẽ có thể ăn tối. Cả hai người được ăn tối. Nếu thực hiện được các điều kiện. Ok, này May này. Đạo diễn, nói chung là nãy May anh đi cũng hơi nóng, không có gì thì mình... Dù gì còn nguyên chuyến hành trình dài, mình dùng tí ha. Anh quay phim, anh dùng tí ha. Thôi anh quay bằng máy đó cũng được rồi ha. Coi như máy quay tụi em giữ đi ha. Bây giờ trước hết hai bạn lên xe, đi xuống bãi biển Lăng Cô. Đến tới bãi biển thì chương trình sẽ đưa ra cái nhiệm vụ tiếp theo. Và bây giờ trước hết là từ đây đi xuống đấy thì hãy kiểm tra công tơ mát, xem đi xuống tới bãi biển người nào thắng thì người ấy sẽ được lợi thế hơn trong cái phần thi tiếp theo. 68.6. May này. May 15.3. Để đường nó vui hơn. Ok. Ở bên kia có biển luôn thì chắc là đây rồi. Đây, Lăng Cô đây. Phải không? Mình đi lộn đường rồi. Quay lại hầm à, đường cấm. Trời ơi. Cái gì? Đường cấm. Thì hầm là từ đây, Huy là đây thì mình đi trái. Phải không? Đúng mà. Phải không? Đảm bảo. Quay biển Lăng Cô thì đi đường nào anh? Bao xa? 1 cây số. Cảm ơn anh nhá. Em ơi, tới bãi biển Lăng Cô đi đường nào? Cô ơi, qua đây là bãi biển đúng không? Thẳng lên rồi có cái đường cản rẽ bên này. Bãi biển nha, có người tắm.
đúng chỗ đấy. Mày đâu, mày đâu? Mày đi thẳng tiếp, bởi vì không tin là ở đây có bãi biển. Mày cứ như thế đã, cứ đi lăng thăng lăng nhăng, lúc nào cũng thế, không để ý đến biển đường, không để ý đến gì cả. Cuối cùng mình bảo là cứ đi thẳng thôi. Chắc chắn không, chắc chắn không, thì chắc chắn rồi. Dài ai đã có biển to như thế này, bảo là Huế là phía này. Tôi đọc, tôi là người Bà Lan mà đọc tiếng Việt giỏi hơn mày. Mày không biết đọc hình như thế hay sao? Con Adi bây giờ sẽ hít vào cái không khí của biển. Con phố nó rẽ vào phải thì nó ra đường biển luôn. Thì mày phải tìm được chỗ này thì Adi sẽ ra đường nhá. Adi sẽ đứng ở ngoài đường thì thấy cái mắt của mình thì rẽ vào nhá. Không phải là bố của ông này, không phải là mẹ của ông này mà phải chăm sóc nó. Đến thời gian để kiểm tra cây số, kiểm tra đi. Phải số 8 hay là số 0? 8. Đây là 9. 9 12,8. Adi đã đi 14,3 cây số. Mày đã đi 17 rưỡi. Ban đầu là thống nhất địa điểm mà mày đâu biết địa điểm này đâu. Thì đây, thì nếu mà mày để ý, bởi vì Adi đã dừng lại ở đây, kêu mày ơi mà ông đã đi tiếp, đã nói chuyện với một cô nào đó, sau đó đi tiếp. Đâu, mình hỏi đường. À, đây thì mình hỏi đường xong thì họ lại chỉ túi lên trên kia. Đầu đằng kia cũng có đường xuống. Thì bây giờ là như thế nào? Thôi thì bây giờ coi như kết quả này không tính, bỏ qua, chúng ta thi tiếp phần tiếp. À, rồi, không tính. Khỏi tính. Đi phần sau, khỏi tính. Không được đâu. Khỏi tính, thi phần sau đi. Thi phần lại là như thế hả? Số 1, đạo diễn nó đúng. Vừa rồi là có chỗ chưa hiểu nhau giữa hai bên. Và đã nói từ đầu là hai người không được tranh cãi nhau. Mà cuối cùng hai người tranh cãi nhau là kết quả này phải theo tính lại. Đúng. Cái phần thử thách tiếp theo rất là đơn giản. Bây giờ mời hai bạn đi xe máy xuống bãi biển. Chúng ta sẽ thi cuộc thi là đua xe máy trên cát. Các bạn có nhìn thấy cờ vàng đằng kia không? Hai. Ai đến đấy trước và chỉ đến qua cái cờ vàng thôi, không cần quay lại đây. Rồi. Ok. Xuất phát. Đây là số 1. Qua cờ ở dưới đồng tên. Mày bao nhiêu kg? 70. 82. Đồ mày nặng hơn. Này, đồ mày rớt rồi nè. Giờ làm sao mà đi kiếm được người để thi? Trên kia vẫn có. Bây giờ do hai người tự quyết định, người thắng được quyền chọn cho mình thích làm cái gì. Adi làm MC bao nhiêu năm rồi? Adi hơn 1 năm. Mời người giùm mày. Mày tình nguyện mày làm hình số 8 đi. Mời người giùm đi. Nghe là Adi mời à? Ờ, đi mời đi. Ok. Bạn ơi, em mình chào tí. Chào bạn. Tí nữa bạn cùng bạn của mình nha. Và mình sẽ phải đi thi lái xe máy. 8. Thì bạn có thể tham gia được không? Chỉ tầm 10 phút, 15 phút là cùng. Được không? Đi bận đi học rồi. Hả? À đi học mà. Giờ này đi học mà. À, ok, cảm ơn nha. Bạn ơi, em mới nhớ tí, bạn có thể tham gia giúp mình được không? Chỉ là mất 10 đến 15 phút thôi. Mà nếu mà bạn đi thì sẽ giúp mình rất là nhiều. 15 phút là xong. Được không? Dạ chắc được anh ạ. Anh có thể tham gia được không? Chỉ là một lúc thôi. Ồ, đang bận rồi. Bạn có thể bỏ 15 phút để thi cùng với mình không? Tìm được chỉ là một người thôi. Bây giờ làm sao? Mày ơi! Mình chỉ có một người thôi. Bởi vì ai cũng thấy tay đến thì không ai đồng ý. Mà anh kia ở đâu rồi? Anh kia cùng về à? Anh chạy về luôn
bây giờ làm sao? Không có người thì mình thi với ai? Thì không có ai cả nữa. Bây giờ làm sao? Hồi nãy không đem kẹo ra mời họ. Đem kẹo ra mời họ, họ ở lại rồi. Bây giờ làm sao? Em có ý kiến thi về đạo diễn, về quay phim. Chết, không được, không được. Quay phim là lái xe Jeep cho địa hình chuyên nghiệp. Thắng thế nào? Nào, cái này không được rồi. Bỏ. Cùng thi với nhau ở đây đi. Mời bà ăn. 1, 2. Rồi chạy thử một vòng trước làm mẫu nha. Đây, xe nó không chạy, lúng két rồi. Chân, xe lúng két, không cho chân xuống không được. Không ai làm được, xin lỗi vì đã mất thời gian của các bạn nha. Sao? Thì bây giờ là cái gì mày? Mày không biết. Đạo diễn có cho biết cái gì đâu. Bây giờ làm sao? Này mày, thống nhất với nhau, kệ họ ở cửa ăn đi. Toàn, lát nữa các bạn sẽ được ăn cơm đồng hàng cùng ekip. Nhưng mà cả hai bạn biết rồi đấy, tối hôm qua các bạn ngủ tít thò lò, trong khi ekip phải thức để chụp, để sạc pin, máy quay. Sau đây sẽ có một cái phần thi rất nhỏ. Và người nào thua, người đấy tối hôm nay sẽ phải trực để sạc pin. Nghĩa là mấy chục pin cái này mà hôm qua nó chiếm cả không gian như thế này luôn à? Đúng rồi đấy, chính xác. Có hai bát mì tôm. Ngay sau khi tôi thông báo bắt đầu thì các bạn bắt đầu ăn. Ăn hết sạch sẽ, nhẵn, nhộn, không còn một cái gì bên trong. Người nào ăn xong trước là người chiến thắng. Vào tư thế chuẩn bị, bắt đầu. Trẻ đi ăn nhanh hơn. Đúng không? À. Bây giờ mày. Đây nè. Bây giờ Adi đi ngủ rồi, nhưng mà ông vẫn phải tỉnh táo. Vậy ông thua ăn mì tôm. Bây giờ ông cứ thưởng thức cái này đi. Mày xuống đi nào. Bây giờ làm sao? Đang kêu nào, làm việc gì mà đừng kêu, tôi đang ngủ. Kế hoạch cho chuyến đi chơi ngày mai của chúng ta, đích đến sẽ là Huế. Chúng ta có những kế hoạch vô cùng lớn, vô cùng vĩ đại ở Huế. Quá là vui. Đi Huế thì sướng quá. Kế hoạch ngày mai của chúng ta. Mày lừa đảo. Giống như là mọi khi thôi, mình sẽ tự lên kế hoạch lấy. Bây giờ thì tụi mình đang ở Lăng Cô Huế ngày này. Ngày mai phải đi nhanh như Adi, chứ không phải là chậm như hôm nay trên đảo Hải Vân. Nhờ. Người ta đi an toàn. 20 cây trên giờ là quá an toàn. Thế thì sao? Giờ có muốn tới Huế không? Quá. Huế là vui lắm. Biết hết về Huế. Thế biết sông Hương chứ gì? Biết hết, cái gì cũng biết. Để... Thế biết cầu Thê Húc chứ gì? Có, trường cầu này bắt mày em rất là đơn giản. Thế cầu Thê Húc ở Hà Nội mà. Đây, lập kế hoạch đi. Này. Huế nhá, Huế có bao nhiêu là trường đại học. Mà chỉ ở riêng ở Huế là mỗi một em sinh viên đạp xe mặc áo dài một trắng và đôi nón lá đấy, chụp ảnh với họ nha, sau đó up lên Facebook để mình viết cho. Cái chuẩn nhất mà mình có thể thưởng thức là cái này này, có 4 điểm này để mai tính.